Dạ vâng, xin chào mừng toàn thể quý vị các bạn quay trở lại với Cường Lã Toyota. Thì ngày hôm nay em Cường sẽ gửi đến quý vị một mẫu xe thần thánh của Toyota, một mẫu xe bán chạy hàng đầu trong vòng phân khúc 7 chỗ. Mẫu xe Toyota Innova. Ở đây chúng ta có là màu đồng ánh kim nha. Xe màu đồng ánh kim là một trong những cái màu rất là ưa chuộng, cùng với lại màu bạc và màu trắng là những màu bán chạy số 1 của Innova. Những cái màu này khi các bạn mua lại, các bạn mua sử dụng và bán lại thì cũng rất là giữ giá nha. Thì ở đây chúng ta có là chiếc Innova 2.0e đời 2019 nha các bạn. Xe này mới chạy chỉ có 13.000 thôi. Một chiếc xe siêu lướt, xe mang biển số thành phố nha. Đây mời các bạn cùng chiêm ngưỡng qua này. 51H03166. Biển số cũng rất là đẹp, 6 lút ha. Màu đồng anh kim. Đó thì chúng ta cùng khám phá qua xem chiếc xe này có cái gì nha. Phụ kiện thì chúng ta thấy là bên hông này nó được trang bị che mưa và bộ phim cách nhiệt cao cấp này, màu tối. Thì chúng ta nhìn ở đây thì nhìn ở bên trong sẽ rất là khó thấy. Chỉ có bên trong nhìn ra thì ok. Xe 2019 và chạy 13.000 thì chắc chắn rồi, cái vỏ xe của nó sẽ là hoàn toàn là vỏ rin 100%. Cũng rất là dày. Đây, cái gai bánh rất là dày này. Đó các bạn thấy. Ở đây thì mình coi là cực kỳ dày luôn. Cái gầm xe cũng rất là sạch sẽ này. Đấy các bạn thấy. Những cái phần mà kết nối với cái phần nắp capo và cái phần này cũng rất là khít này, chưa có bị sơn hết ha. Và bánh sau này. Và chúng ta cùng xem qua bánh sơ cua nha. Là bánh sơ cua còn chưa rớt bánh luôn nha các bạn. Đó. Mới nguyên các bạn có thể coi kỹ cái bánh sơ cua này. Chưa chạm đất, bánh sơ cua chưa chạm đất luôn. Là có thêm cái lợp nẹp chống chảy càng sau này. Cái lúc mà vô coi đây thấy à. Nói chung là về xe này thì nó gần như là chưa có một cái vết sơn nào hết ạ. Các bạn có thể hoàn toàn là yên tâm về chất lượng của xe này. Đây chúng ta cùng lên coi về ghế này. Xe này là phiên bản nội thất màu đen nha. Hay là gọi là từ chuyên ngành nữa là Innova E Black ấy, là IEB ấy. Thì nó sẽ là cái phần tay này là màu đen này và nội thất có màu đen luôn. Thì cái phiên bản mà màu đen này thì ra mắt hồi tháng, khoảng nếu mình nhớ không nhầm là khoảng tháng 8 năm 2018 á, thì là sẽ có hai phiên bản. Innova E thông thường thì là cái phần này sẽ màu nâu, ghế nội thất màu nâu, và Innova E Black màu đen thì những cái phần đó sẽ màu đen. Thì mình thấy đây trên đây chèn nó đang bị mà cái đầu DVD khá xịn sò, khá lớn này ha. Mình đạp thử côn coi, côn cực kỳ nhẹ luôn. Như xe mới mà, mới chạy chỉ có 13.000 thì hoàn toàn là như xe mới rồi. Xe này cũng là một cái xe chưa trang bị phụ kiện khá đơn giản, mà trừ cái đầu DVD cao cấp ở đây thôi. Đó các bạn đã thấy. Trang này xe này trang bị 7 túi khí nha các bạn. 7 túi khí này, túi khí hông. Túi khí ghế này. Thì cái việc mà xe sử dụng ghế nỉ á thì sẽ đảm bảo hoạt động tốt nhất của cái airbag ở bên hông ghế này. Ví dụ mà khi bọc ghế ra lại thì có thể sẽ làm can thiệp và ảnh hưởng cái phần này nha. Để nỉ thì hoàn toàn có thể yên tâm. Thì mình xem phía sau nha. Ở xe đi rất ít, lên hoàn toàn nội thất thì còn như mới không à. Bạn có thể thấy nội thất ngoại thất hoàn toàn là như mới luôn. Kể cả những cái phần cần số đây, mới zin luôn. Tất cả mọi thứ cũng rất là ok. Đó thì xe này thì bên em cũng đã kiểm tra 176 hạng mục cũng như là kiểm tra test về như đâm đụng ngập nước, là cam kết với quý vị các bạn là hoàn toàn là 100% không có đâm đụng ngập nước nha. Xe này thì bên em đang chào bán mức giá là 680 triệu. Thì giá này con nếu mà các bạn coi xe thì tới showroom hoặc liên hệ số điện thoại em để phía dưới, chúng ta có thể thương lượng về giá. Nếu mà so xe này, nếu mà lăn bánh hết, ví dụ để sang tên luôn cho bạn ở thành phố hoặc là ở tỉnh, thì chúng ta mất khoảng tầm 20 triệu nữa. Thì giá xe sẽ rơi vào khoảng tầm 700. Nhưng còn cái xe lướt xe mình sẽ tiết kiệm được cũng khá nhiều đó, hơn 100 triệu nha quý vị. Rồi ok, thì em xin phép kết thúc video ở đây. Các bạn quan tâm và thấy cái xe này nếu mà ưng ý thì có thể là liên hệ cho em Cường Lã, số điện thoại em sẽ ở phía dưới màn hình.
hoặc là tới trực tiếp địa chỉ bên em tại 220 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22 quận Bình Thạnh. Xem video thì đừng quên bấm một like, một chia sẻ, một đăng ký để ủng hộ cho em. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều nhé. Xin hẹn gặp lại các video tiếp theo.